Xin chào các bạn, lại là mình chất đây. Hôm nay mình sẽ làm về các skill cần nộ của pet hệ đánh nhé. Cặp đầu tiên là chó hy sinh và con khỉ của Thánh Satoshi. Mình chưa tắt auto làm con khỉ lanh chanh quýnh trước rồi phải dừng nó lại thôi. Đây là skill nộ của con chó hy sinh, nó chọt một cái thôi, các bạn ai chơi cũng quá quen với nó rồi. Và đây là chiêu của con khỉ lửa, nhìn cũng đẹp mắt, ngày trước nó là con pet khá VIP đó. Tiếp theo là cặp Megalu Kazio và Masadao nhé các bạn. Đây là chiêu nộ của em nè, nhìn cũng quen mắt với nhiều bạn chơi game này nhỉ. Của bé Masadao quá đẹp luôn rồi, tiếc em lên bá chủ bằng mảnh nên mình mới không chơi đó, tội cho em nó. Sau đây là đến lượt thi của người mẫu có độc cùng bé đi hát du ngủ. Bé du ngủ có lượt trước, skill của bé rất màu mè nhé, màu mè đẹp chứ không phải xấu đâu. Giờ là của người mẫu thế giới, nhìn khá nhạt so với quá trình để có được em. Tiếp theo là lượt của đấu sĩ bốn tay và một em mình không biết tên, còn con chó hy sinh hệ cỏ kia thì thôi nhé các bạn, nó gần như con chó hy sinh đoạn trước.
không biết tên nên làm cái skill của em nó nhìn cũng không cần xem luôn vì nó nhạt nhòa quá. U là trời, skill của anh chàng bốn tay này khác gì Son Goku đâu, quá là rực rỡ luôn các bạn ạ. Cùng xem lại một lần nữa nhé, nhìn đẹp hơn nhiều pet huyền thoại nhỉ. Sau đây là cặp đôi chú bọ màu hường và con pet mang song hệ rồng đánh nhưng nhìn như con chim mà không giống con rồng. Chiêu nộ quần thể và gây hỗn loạn cũng rất ra gì và này nọ đấy. Màu hường cho một đấm tay trai một đấm tay phải rồi chốt bằng một cú húc trời giáng rất là ghê gớm, đã kết thúc con đắc hồ ố. Và đây là cặp gấu và gà lửa, sau đây các bạn xem clip nhé, chứ mình edit thêm giọng chị Google này mất nhiều thời gian quá mà nay mình lại bận nữa nên mình xin phép dừng nói ở đây nhé.
cuối cùng là chùm hệ đánh là đây mũi cơ bắp bá chủ skill đẹp pet đẹp build với chim lửa hồ ố cũng lại rẻ. Chúc mừng em làm quán quân trong clip ngày hôm nay. Video đến đây là hết, bye mọi người nhé.